Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa chữa cục sạc dự phòng. Cái này mình cũng mới nhận. Cái hiệu của nó là X-Mobile ha. Cái hiệu này cũng có tên tuổi trong cái thiết bị và sạc dự phòng. Ở đây cái cục này có dung lượng khoảng 10.000 mAh ha. Chúng ta quan sát thấy nè, ở đây nó có hai ngõ in, in 1 và in 2. In 1 của nó là kết nối cổng micro USB. Cái in 2 của nó là nó kết nối cổng USB Type-C ha. Đồng thời đó chính là cái ngõ out, A3 của cái cục sạc dự phòng này. Còn A1, A2 của nó thì cũng tiêu chuẩn cái cổng USB bình thường thôi, mình cắm cáp vô mình sạc cho các thiết bị khác ở ngoài. Thì hiện tượng của cái cục sạc dự phòng này khách báo là cắm sạc hoài á. Đây mình cắm vô cái cổng USB Type-C thì cái mức sạc này nè, cái đèn sạc này nó cứ báo 1 mà nó không có tăng lên 2, 3, 4 ha. Có nghĩa là sạc hoài không vô vào pin. Hiệu này hiệu Dundalk ha. Thì mình sẽ tiến hành mình mở ra mình kiểm tra coi nó bị cái gì ha. Đây mình sẽ dùng hai cái cây dũa móng tay ha. Mình nạy cái nắp này ra trước nha, cái phần phía trước mà phần đèn led á. Mấy đường rãnh ở đây nè, quạt này ra cho mình. Mình dùng hai cây á, tại vì trường hợp nó cứng quá mình dùng một cây mình banh ha, còn một cây á thì mình nạy, như vậy là nó dễ ra hơn. Rồi, mình tháo được cái vỏ ở ngoài đã rồi. Ở trong mình quan sát thấy là ở đây có 4 cái cell pin 18650 và một cái mạch sạc cho cell pin này. Thì một cái cục pin này cái dung lượng của nó là 2500 mAh ha, 4 cục là 10.000. Mình quan sát thấy nè, trên cái bo mạch của nó sẽ có hai con ốc gắn vào cái vỏ máy. Thì giờ mình tiến hành mình lấy vít ra mình mở ra. Đây vị trí hàng ốc á. Bây giờ mình lấy cây nhựa mình tháo cái nắp pin nữa. Tháo mấy cái cell pin 18650 này ra luôn nha. Bên dưới nó gắn keo hai mặt nó hơi chắc, các bạn đẩy từ từ ra. Rồi mình mở được cái bo mạch ra luôn, mình đẩy nhẹ lên nè, rút cái bo mạch ra. Cái bước đầu tiên á, các bạn nên kiểm tra cái điện áp của cái cell pin này nha. 4 cell pin này mắc song song với nhau. Ở đây mình sẽ dùng cái đồng hồ số ha. Mình chỉnh cái thang đo DC. Mình đo cái điện áp của nó trước. Đây là B cộng ha, cái này B trừ. Mình đo điện áp á, nó không lên vôn, có nghĩa là pin này nó quá cạn rồi nha.
đây nè, milivolt luôn nha. Vậy là bây giờ mình tiến hành mình xả pin ra, mình kích thử coi. Các bạn cho mình một ít mỡ hàng nhựa thông á. Đây là chân bê cộng ha. Đây là bê trừ. Đó, mình tiến hành mình đo lại coi. Không còn đi áp nữa nha. Nó còn khoảng 5mV nè, quá thấp. Thì trước tiên á, mình kích cái cell pin 18650 này có được hay không ha. Nếu kích không được á, thì mình phải thay cái cell pin này luôn. Thì có nhiều cách. Một là các bạn ra ngoài á, các bạn mua cell pin này các bạn đóng vô. Hoặc là các bạn lấy cái cell pin mà đi polymer mình thay vô. Cái vấn đề thứ hai á, mình sẽ tiến hành kiểm tra cái bo sạc này nha. Đó, các bạn nhìn nè, khi mình cắm bo sạc vô á, khi mình cắm cái jack sạc vô á, mình không có gắn cái cell pin 18650 ha, thì yêu cầu của mình ở đây là mấy cái led này nó sáng hết ha. Như ở đây mình có 4 led thì 4 led này nó phải nhấp nháy hết. Ở đây là nó chỉ nhấp nháy vị trí số 4 thôi, tại vì lúc này mình chưa có gắn cái cell pin 18650 vô. Đồng thời để cái mạch này sạc ok thì cái mức điện áp ở đây nó phải có ha. Thì tùy những một số cái mạch sạc thiết kế, người ta thiết kế là cái con IC sạc nó sẽ đưa ra cái mức điện áp trực tiếp là khoảng 4.2V, hoặc là khi mà trường hợp mà mình chưa có gắn những cái cell pin như thế này vô á thì cái điện áp của nó thấp ha, khi mình gắn vô nó sẽ tăng lên. Rồi, dưới đây mình sẽ kiểm tra cái mức điện áp ban đầu của nó coi bao nhiêu vô. Đây là chân dương chân âm ha. Ở như đây mình đo được cái điện áp là khoảng 42V. Như vậy là cái điện áp này ok, đủ để sạc cho mấy cell pin này nha. Một cách nữa để mình nói các bạn biết là mình có thể test được cái cell pin này nó có vô pin hay không. Đây, mình giả sử các bạn có cái cell pin này, rồi các bạn hàn vô trên cái bo mạch. Ở đây chân dương chân âm nè, hàn đúng chiều nha các bạn. Tại vì một số cái mạch nó không có mạch bảo vệ, mình hàn cái là sai điện áp á, chẳng hạn như sai cực dương âm của cái cell pin này nó sẽ hư luôn, mạch luôn nha. Đó, cái phần này, phần nếu mình để theo chiều này á thì phần B trừ nó nằm ở đây, B cộng nằm ở đây. Rồi, mình đo thử điện áp trước.
mát đó các bạn để ngay bên cộng ha, hoặc là bạn cắm vô bất kỳ ngay ở đây, mình cắm vô cái phần mát của cái cổng USB out đó. Ở đây mình đo được cái điện áp của nó là 3,59V, là gần 3,6V thôi. Thì đây để mà test cho các bạn thấy là trường hợp mà pin nó vừa vặn hay không á, đây mình sẽ cắm cái jack sạc vô. Đó, các bạn để như vậy. Rồi, mình lấy cái đồng hồ á, các bạn chích vô ngay cái điện áp pin, nó sẽ tăng dần dần lên. Trong quá trình đó là cái pin của mình sẽ bị được nạp ha. Trong cái trường hợp mà các bạn mà không thấy cái điện áp pin nó tăng lên á, là chứng tỏ là cái mạch có vấn đề, thì các bạn á cứ lấy cái thang đo mà điện áp DC mình chích vô ngay cái chỗ pin ha, mắc song song á, thì lúc này á mình sẽ biết được cái điện áp của nó tăng lên hay không ha. Đó, các bạn cứ để một lúc gì mình giữ nghe, như đây là 4,04 nè, đó nó tăng lên 4,05 ha, rồi nó sẽ nhích lên dần dần ha. Đó, đi số 6 luôn, là chứng tỏ pin của mình á nó đã vào. Mình cứ cặp gì á, mình thấy không, 4,09 nè, nó tăng lên dần dần lên ha, và chứng tỏ là cái mạch sạc này ok và sạc vào pin. Đó, đây là cách test của mình á. Thì các bạn có cách nào mà nói chung thông dụng mà hữu hiệu đối với các bạn làm. Còn mình cái cách này để mình test vô coi nó pin của mình có vào hay không ha. Đó, nó tăng lên 4,09. Ok. Vậy cái vấn đề ở đây á, mạch sạc này mình kiểm tra là ok, không vấn đề gì cả. Cái vấn đề chính còn lại của nó nè, của mình còn là bao sạc pin ha, thì nó chưa có đầy. Trường hợp này á là cái đèn led của mình đó nó sẽ báo 4 led, có nghĩa là 100% full ha. Rồi đây mình xả ra, mình xác định cái nguyên nhân cái cùng X Mobile này á nó bị hư, đó chính là do cái những cái sạc pin 18650 nè. Thì mình lấy một cái sạc pin 18650 khác mình test vô, ok, mạch sạc ok. Rồi đối với bốn cái cell pin 18650 này á, ở đây mình có nha, cái điện áp thấp nhất của nó là 3,6V nè, cái điện áp cao nhất của nó là 4,2V khi mà mình sạc đầy ha. Dung lượng của nó là 2500 mAh, thì bốn cell pin này nó mắc song song với nhau á là 10.000 mAh ha, và cái công suất của nó là 9,0W. Rồi để mà xử lý cái cục sạc thì mình sẽ tiến hành mình kích pin cho cái cell pin 18650 này. Trong trường hợp mà kích pin không được á thì mình có hai giải pháp. Một á là mình những cái cell pin 18650 khác á, mình tiến hành mình thay thế ha, hoặc mình đóng mới ghép bốn cái cell pin 18650 này á, ghép song song với nhau. Hai á là mình sẽ mua cái cell pin li polymer thì mình ghép vô đây nè, bên ngoài nó cũng có bán ha. Đây mình tiến hành mình kích pin thử coi nó có vô không, nếu mà vô là thành công ha. Ở đây mình dùng cái bộ cấp nguồn sửa điện thoại, mình chỉnh vào cái mức điện áp thấp nhất là khoảng tầm 2,5V, rồi mình kích thử coi. Mình tiến hành mình cấp nguồn cho nó. Ở đây cái kẹp mà màu đỏ của bộ nguồn á, cương dương của bộ nguồn á, mình kẹp vào dây để dương ha, còn chân âm mình kẹp vào dây đen. Mà các bạn quan sát nè, cái kim dầu của mình sẽ tăng lên ha, với cái điều kiện á là kim dòng của mình sẽ giảm dần về không, là chứng tỏ là cái cục pin 18650 này á, sạc vào được.
Còn trường hợp mà nó mà đứng yên không á là cái xe pin này nó hư ha. Ở đây nó cái mức này cao quá, mình sẽ giảm bớt, mình kích ở cái mức khoảng 1,5V thôi. Các bạn để một lúc nha, coi coi cái kim vòng của mình á nó có giảm dần về không hay không ha. Trong trường hợp mà nó không giảm được á là nó chứng tỏ là cái pin này đã hư rồi, không kích được. Như các bạn quan sát ở đây á, cái kim anh ba chế nè nó cứ nghiêng một chỗ ha, nó không giảm được về không á, và là cái cell pin này á nó bị hư rồi nha, không thể kích được do cái điện áp quá thấp rồi, nó cạn quá rồi. Ở đây á có hai giải pháp, một là mình mua những cái cell pin li polymer như thế này nè, mình ráp vô cái vỏ, rồi cái mặt sạc của nó mình đã test ok rồi, có điện áp ha, và mấy cái led này á nó báo 4 led, nó báo thì đây á mình chỉ cần thay thế cái cell pin 18650 khác, các bạn ghép 4 cell pin vô, hoặc là các bạn mua cái cell pin li polymer này mình ráp vô rồi mình gắn vô cái mặt sạc của nó là ok. Chứ cái tình trạng mà như cái mặt sạc cụ thể ở đây á là cái xe pin này là không thể kích được nha. Cái kim vòng của mình đó nó không có giảm dần mà không, nó không nạp vô mà nó cứ đứng nguyên một chỗ như thế này là không thể bao giờ kích được. Trường hợp này nó đã bị hư rồi nha. Và là video này mình đã hướng dẫn các bạn cái cách sửa chữa và kiểm tra cái cục sạc dự phòng X-Mobile, cái dung lượng của nó là 10.000 mAh, nó gồm 4 cell pin mắc song song với nhau nhằm tăng dung lượng của cục sạc dự phòng. Vấn đề ở đây chính là một á, trong trường hợp mà các bạn có một cục sạc dự phòng mà nó sạc không vào, sạc pin không vào thì nó có hai nguyên nhân, một là do bo mạch sạc nè, hai là do cell pin 18650 ha, hoặc là cell pin li polymer. Thì trong trường hợp mà cái mạch sạc này á nó không có điện áp ra hoặc là điện áp ra xuống thấp á, thì mình kiểm tra cái con từ cái ngõ vào nè, từ cái cổng sạc chẳng hạn như cổng sạc micro USB hoặc cổng sạc Type C, rồi đưa vô cái con IC sạc, rồi nó đưa qua cái con vi điều khiển nè, mấy con này con điều khiển chính của nó nè, nó sẽ xuất ra cái điện áp ra đây hai chỗ B cộng và B trừ ha. Thì những cái nguyên nhân này là nguyên nhân hư mạch sạc, thì các bạn kiểm tra như vậy. Còn đối với nguyên nhân hư do cái cell pin 18650 hoặc li polymer thì các bạn cứ dùng bộ cấp nguồn, các bạn kích lên. Trong trường hợp mà kim nó đứng yên như vậy thế này hoài á là nó kích không được ha. Mình phải tiến hành mình thay cái cell pin 18650 mới, hoặc mình độ chế những cái cell pin li polymer này vô cái vỏ của nó. Mạch sạc ok. Mình sẽ tận dụng lại cái mạch sạc này. Video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.